Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục bài số 15 ha mọi người. Bài trước là bài routine ha. Bài này là bài Network Address Translation ha, NAT. Rồi, thì NAT là gì ha? Thì để hiểu nó đơn giản ha. NAT trong trường hợp này là cái máy SV2 nè. Cái máy SV2 ha. Cái máy SV2 sẽ đóng cái vai trò là cái NAT sau ha mọi người, NAT server ha. Thì trường hợp này là mạng LAN chúng ta ha. Mạng LAN của chúng ta mạng nội bộ á là 172.16 ha, 254. Rồi. Bên đây là tượng trưng cho mạng mạng WAN ha, hay gọi là internet ha. Một chín hai ha, 168.254 ha mọi người. Coi như á, trong thực tế á, là cái máy PC2 nè, nó là cái máy client ha, nó chạy, nó muốn đi ra internet á, là nó phải chạy qua cái con NAT server nè, sau đó nó đi qua con router này ha, nó NAT một cái nữa ha, rồi nó mới đi ra internet. Thì cái mô hình của thực tế chúng ta là từ internet nè, chúng ta sẽ có cái router hay là modem gì đó, modem router của nhà cung cấp dịch vụ á, dù FPT hay là Viettel gì ha, sau đó chúng ta sẽ qua một cái NAT server của chúng ta. Trong trường hợp này có thể chúng ta sẽ xây dựng này là firewall luôn ha. Rồi để là chia ra thành hai lớp mạng ha mọi người. Thì trong trường hợp này PC2 nó đi ra internet á, thì nó gọi là NAT, NAT outbound ha, NAT outbound. Rồi thì trường hợp thứ hai nó gọi là NAT inbound. Thì ở đây mình sẽ mượn một cái máy SV1 ha, mình đóng cái vai trò là cái máy ở bên ngoài ha, rồi nó sẽ truy cập vào bên trong thì gọi là NAT inbound ha mọi người. Thì để cho cái máy SV1 á, truy cập được vào bên trong á, thì tại cái NAT server này ha, chúng ta phải cho phép ha, NAT inbound. Thì một lát nữa thì mình sẽ cấu hình cái PC2 này nè thành một cái web server ha, web server để cho cái máy SV1 có thể truy cập được vào trong máy bên PC2 ha, thì gọi là NAT inbound ha mọi người. Cứ bên ngoài bên bên trong mà ra internet á, thì gọi là NAT outbound, mà muốn cho cái bên ngoài mà truy cập vào bên trong ha, thì gọi là NAT NAT outbound inbound ha mọi người. Nói hồi lộn luôn. Thì để làm được cái bài này á, thì mọi người phải phải làm là trước trước cái bài 14 ha, routine ha. Để mình nắm cái cơ bản ha. Rồi. Mình sẽ dựa trên cái bài 14 ha, routine. Rồi bước 1 ha, chuẩn bị mô hình ha. Chuẩn bị mô hình lab. Thì mô hình này là mình có hai lớp mạng ha, một cái 192.168.254 là mặc định của mình rồi. Rồi lớp mạng LAN ha. Rồi, IP như hình ha mọi người. Rồi mình sẽ mở cái IP lên ha. Đây mình làm từ bên trái qua ha. Thì cái SV1 này nè, nó không có ra internet gì hết á, nó đóng cái vai trò là máy bên ngoài thôi ha. Thì nó chỉ cần có IP cùng lớp mạng là được ha.
IP là 192.168.254.211 ha. Thuộc cái interface là 192.168. Rồi. Mình mở Hyper-V lên ha. Máy SV1 nha. Setting. Đây, mình kiểm tra ha, thuộc lớp 192.168.254 ha mọi người. Rồi, ok, mình start lên trước ha. Làm từng bước từ bên trái qua nha, SV1 trước. Đây, những cái bài lab mà nó đòi hỏi phải nhiều máy ha, mình thường thường mình sẽ không tắt cái mô hình. Mình sẽ để cái mô hình cho mọi người theo dõi từng bước mình làm ha. Rồi, để mình kiểm tra coi nó start lên chưa ha. Rồi. Rồi, lock on ha. Giờ mình chuẩn bị mô hình lab. Rồi, đặt IP ha mọi người. 192.168.254 ha, không cần default gateway ha. Rồi, theo mô hình ha, mình bỏ default gateway luôn. Chín hai một sáu năm bốn chấm hai một ha, ok, ok, rồi đóng lại luôn ha, xong. Tiếp theo đến cái SV2 ha mọi người. SV2 thì sẽ có hai interface ha, hay gọi là hai cạc mạng đó. Một cạc mạng thì lớp 192.168 ha, một cạc mạng thì lớp 172.16. Rồi mình qua SV2 ha, kiểm tra lại nha. Rồi, một cạc là 192.168 ha. Rồi, một cạc là 172.16 ha. Cái này cách tạo thêm cạc mạng như thế nào thì mọi người xem lại cái bài 14 ha, routine ha, mình chỉ hướng dẫn rất là chi tiết ha. Rồi, ok, có hai interface rồi ha. Start lên luôn. Làm mấy cái bài mà nó mô hình nó nhiều thì mình chuẩn bị nó hơi bị lâu ha mọi người, bắt buộc luôn ha, mình chuẩn bị cẩn thận nó đúng thì một chút mình làm nó ok ha. Rồi, rồi mình cấu hình cạc mạng cho nó nha. Đây, đây là cũng như ra cái mô hình trước ha mọi người. Mình có hai interface ha, từ trái sang phải, interface 192.168.254.212 ha, kiểm tra. Rồi, 192.212. Nhưng mà trong cái bài này thì nó cần có gateway ha, tại vì bài này mình có tương tác với internet ha mọi người, mình NAT với internet thì cái NAT server nè chúng ta phải có gateway ha. Gateway là chỗ gì? Router ISP 192.168.254 ha, 251. Rồi, để phân giải được internet thì mình cần phải có DNS ha, ở đây mình sử dụng DNS là 888 ha. Rồi, kiểm tra IP đúng nha. Ok. Rồi. Rồi, tiếp theo đến cái IP cạc mạng thứ hai ha, 172.16.254.212. Đây. Rồi, 192.16.254.212. Rồi, ok ha mọi người. Mọi người làm như mình như gì thì nó rất là khó lộn ha. Và bây giờ á thì trong cái mô hình này á thì cái lớp 192.168 là coi như cái lớp giống như là lớp mạng bên ngoài ha. Còn lớp 172.16.254 á lớp mạng bên trong ha, mạng LAN ha. Thì để dễ phân biệt á chúng ta đổi tên gì nè. Rename ha. Rồi, chúng ta cắt ngang đây, chúng ta cho là WAN ha.
đặt sao cũng được ha, cho mình dễ phân biệt thôi, nó không có bị lộn. Mạng WAN là mạng bên ngoài ha, hay là đặt external gì đó, muốn đặt cái gì đặt. Rồi mình rename cái này là thành LAN. Rồi mặt như thế này á, thì không bao giờ bạn lộn được ha. Rồi cạc này cạc WAN là cạc internet á, cạc này cạc LAN ha. Nhiều người thích đặt internal, external gì đó, internet gì đó thì tùy ha mọi người. Rồi ở đây mình có là cạc này là cạc WAN ha, cạc internet á, cạc LAN. Rồi ok ha. Rồi mình kiểm tra là mình bin thử cái SV1 coi. 19 bin 192.168.254.211 ha. Rồi kiểm tra cái máy SV1 chưa bin được ha. Rồi mình kiểm tra coi firewall nó có tắt chưa ha. Định là firewall.cpl. Rồi mình chưa tắt firewall ha mọi người, tắt đi ha. Ok đó, mình kiểm tra từng bước ha, nó không có bị lộn ha, bình lại nha. Ok ha, rồi thu nhỏ nó xuống luôn. Giờ tiếp theo đến cái mô hình là cái máy PC2. Cái máy này một lát sẽ đóng vai trò là web server ha, để cho máy từ bên ngoài truy cập vào. Rồi PC2 mình tạt lên luôn ha, setting trước nha, kiểm tra đúng không. Rồi lớp 172 ha. À, các mạng đây 172.16 ha mọi người. Rồi start nó luôn. Mình nhắc lại ha. Để làm được cái bài này thì mọi người nhớ xem lại cái bài 14 ha. Cái bài routine đó. Để mọi người nắm cái cách cấu hình các mạng cho Hyper-V ha. Rồi on thôi mọi người. Rồi mình cấu hình IP ha. Một bảy hai chấm mười sáu chấm hai năm bốn chấm hai ha. Phải có default gateway ha. Default gateway là cái máy SV2 ha. Rồi cấu hình IP mình thích dùng lệnh hơn, CVA.cpl. Ok ha. Rồi đúng chưa? 172.16.254.2. 172.16.254.212. Rồi. À, vì ở đây mình có nhu cầu ra instance phân giải tên ha, nên mình phải cho nó cái DNS server ha. Phải có DNS thôi mọi người, để mình phân giải cái tên thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra ha. Từ cái máy PC2 ha, mình sẽ bin cái máy SV1 ha. Nè, máy PC2 nè, bin cái máy SV1 chắc chắn là không được rồi đó. Bin 192.168.254.211. Chắc chắn là không được ha, tại vì hai lớp mạng mà. Bên đây 172, bên đây là 192 ha. Chắc chắn không thể nào được khi chúng ta chưa có cài NAT ha mọi người. Rồi tiếp tục bình thử ha, bên trong nội bộ nè. Bình 172.16.254.212 ha. Ok ha. Rồi rồi mạng nội bộ coi như mạng LAN chúng ta coi như xong ha. Đó, nãy giờ mình chuẩn bị đó ba máy á. Giờ mình tắt lại để bế mình mở lại theo thứ tự cho mọi người dễ phân biệt ha. SV1 trước nè. Rồi nằm dưới đây ha. SV2. Rồi kế bên ha. Dễ phân biệt khỏi lộn. PC2. Rồi. Đây ba máy nằm dưới ha mọi người. Rồi đó, nãy giờ là mình mới có đi chuẩn bị cái mô hình thôi đó. Giờ bước tiếp theo số 2 ha. Đây là routing and remote access ha.
Rồi, mình sẽ cài đặt cái routine remote set trên cái SV2 ha mọi người. Thì hồi lúc những năm gì trước ha, thì người ta có thể cài những cái phần mềm proxy trên đây nè, hay phần NAT ha, để chia sẻ internet. Ví dụ như Curio Winroot nè, Winred nè ha mọi người. Rồi Winproxy gì đó, rất nhiều cái phần mềm ha. Thì thay vì mình cài những phần mềm đó thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm là Routing and Remote Access ha. Phần mềm này của Windows tích hợp sẵn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cài nha. Bật SV2 lên. Rồi, Server đó, nãy giờ mất biết nhiêu thời gian ha mọi người. Mới chuẩn bị xong cái mô hình đó. Uống miếng nước kìa. Rồi mình vào manager ha, add role the service. Rồi next ha, next tới luôn. Next. Rồi mình kiếm cái remote access ha mọi người. Thì mặc định Windows server ha là nó tích hợp sẵn cái routing and remote access ha. Nó cũng chỉ là một cái phần mềm thôi ha, một dịch vụ. Rồi next next thôi ha mọi người. Rồi ở cái mục này mình chọn là routine ha. Rồi khi mình bằng cài routine thì nó bắt mình sẽ cài một số cái feature ha. Rồi chọn add feature luôn. Rồi next next luôn ha. Rồi nếu tiếp tục, rồi install thôi, tương tự như cái bài trước ha. Rồi mọi người chờ nó cài một chút ha. Cài rất là nhiều dịch vụ ha. Cài luôn qua web server luôn nè. Rồi, successful ha mọi người. Xong ha. Rồi. Bước này là mình mới chưa có đi cài một cái phần mềm ha. Phần mềm để NAT á, thì đây mình cài routine and remote set ha. Rồi, sau khi cài xong rồi bước tiếp theo ha. Bước thứ ba. Cấu hình NAT ha. Cấu hình NAT. Ao bao. Giờ đi cấu hình NAT ao bao ha mọi người. Rồi. Giờ trước tiên mình sẽ thử trên cái máy VC2 ha. Mình kiểm tra lại có vô internet được chưa ha.
đảm bảo là chưa vô được ha, tại vì mình chưa có hình app. Giờ mình thử cho mọi người xem luôn ha. Rồi mình vô Google đi, chắc là không được ha, bởi vì mình chưa đi cấu hình nát. Rồi bây giờ mình sẽ qua PSV2 ha, mình cấu hình nát nè đây ha. Giờ PC2 là chưa thể truy cập internet được ha mọi người, chưa có đi ra ngoài internet được đâu. Giờ mình sẽ cấu hình nát trên con SV2 ha. Rồi mở con SV2 lên này, nãy mới cài xong ha. Giờ mình vô routing remote access, mặc định là chưa cấu hình nè, nó đã quét nè ha. Rồi phải chuột còn cấu hình ha, còn configure and enable ha, routine and remote access. Rồi next luôn ha mọi người. À, mấy cái này là giống như là những cái wizard ha, mình sẽ chọn tự cấu hình ha, custom configuration next. Rồi ở đây mình chọn NAT ha, có sẵn luôn NAT. Rồi NAT ha mọi người, finish. Rồi nói mình có tạc không ha, start luôn thì cấu hình xong thì phải tạc luôn ha. Rồi finish. Rồi nó xanh lại ha. Rồi bước tiếp theo, bây giờ mình sẽ nát đây nè. Trong cửa sổ routine nên thì có set ha, boom IP V4. Đây có cái nát đây. Đây mọi người vô cái mục general nè. Lắp bắt ha, với internal là mặc định là của phần mềm cái dịch vụ ha, routine nên thì remote access ha. Đây mình nãy mình có hai cái interface của mình nè. Đó, mình đặt vừa cái IP vừa cái tên luôn đó, mọi người không thể nào lộn được ha. Cái WAN là cái 192.168 ha mọi người. Ok giờ mình vô một NAT mình cấu hình ha, phải chuột NAT chọn new interface ha, mình sẽ chọn cái interface nào là NAT đó. Như thế này thì mọi người thấy như thế nào, chọn cái nào nó quá đơn giản luôn ha. Đương nhiên là chọn cái interface WAN này ha. Rồi ok. Rồi chỗ này NAT nè, nó sẽ hỏi mình ha, mình sẽ chọn public ha, interface connect đến internet, enable NAT. Rồi ok thôi. Rồi mình đã cấu hình NAT xong rồi đó, mình đóng lại ha. Mình sẽ qua cái máy PC2 mình thử coi nó ra internet được chưa ha mọi người. Rồi à, lúc nãy là mình vào không được ha, bây giờ mình enter lại nè. Đây vào được ha. Rồi mình vào microsoft.com ha. Rồi ok không. Rồi. Đó cái này là bây giờ là PC2 đã ra được internet ha mọi người. Thì cái này gọi là NAT outbound ha. Là nghĩa là đi ra ngoài. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đến làm cái phần là NAT inbound ha. Thì trong trường hợp này cái PC2 sẽ đóng vai trò là một cái máy server ha. Cụ thể ở đây là web server. Cho nó đơn giản nó nhanh ha. Rồi cái máy SV1 nè sẽ đóng vai trò là cái máy từ bên ngoài internet ha, truy cập vào bên trong. Thì để truy cập vào bên trong á thì cái NAT server này phải cho phép mới được ha. Rồi giờ tiếp theo mình sẽ tiến hành cài web server cho cái PC2 ha. Cài đặt web server. Rồi mình mở cái PC2 lên. Rồi bây giờ mình sẽ qua máy PC2 ha, mình sẽ đi cài một cái web server ha. Rồi mình sẽ sử dụng một cái phần mềm là SAMPP ha mọi người.
Đây là một web server ha. Rồi chúng ta bấm vô trang web của nó ha. Đây là một web server chạy trên Windows ha. Được sử dụng cho ngôn ngữ PHP. Rồi chúng ta chọn for Windows ha. Rồi đào về ha. Thì cái web server này dành cho những ai làm lập trình web ha, của ngôn ngữ PHP. Chúng ta đào về, chúng ta cài trên cái máy local của chúng ta ha. Chúng ta giả lập web server để chúng ta sử dụng Joomla nè, Wordpress đâu ha, hay là những cái open source á. Rồi, là xong chưa ha mọi người? Rồi, xong rồi ha, mình cài luôn ha. Rồi cái này là phần nó cảnh báo mình ha, cái user account control ha sẽ bị giới hạn lắm. Rồi mình này nó quên in thôi, mình bấm ok luôn, mình cài luôn ha. Cái đó nữa mình chỉnh sau. Rồi mọi người thấy ha, trong cái component của nó nè, về server nè, có Apache nè ha, web server, MySQL là database ha. Rồi phần mềm FileZilla, FTP server. Rồi mấy cái Mercury Mail rồi nè ha. Còn về ngôn ngữ thì nó hỗ trợ PHP nè, Bert nè ha. Rồi quản lý cái sở dữ liệu là có PHP MyAdmin ha. Rồi ok chúng ta next ha. Cái này ai làm về lập trình web thì sẽ gành chỗ này ha. Đây mình chỉ giả lập web server đơn giản cho mọi người sử dụng thôi ha. Rồi, next. Rồi, next luôn ha. Ở đây mình chỉ cần một cái web server để mình test thôi ha. Đó, mọi người thấy không, ngôn ngữ nào, Wordpress nè ha. Cái này là Ruban nè, Joomla nè ha. Cái này là Magento hay cái gì đó. Nó nhiều lắm. Vì PHP mà. Thì cái này thì nó cũng đơn giản ha mọi người. Giờ như mọi người có một cái máy Windows 10 ha. Rồi mọi người cài cái SAMPP này vào. Rồi đồng thời mình download qua Wordpress hay Joomla vậy ha, mình giờ mình làm mình cấu hình thành một cái trang web ha. Thì chúng ta có thể chạy được nội bộ được ha. Đồng thời nếu chúng ta muốn public nó ra internet thì chúng ta vào cái admin của cái wifi ha. Modem mắc. Chúng ta nát NAT inbound, NAT về cái địa chỉ IP của cái máy mà chúng ta cài SAMPP này nè. Thì cái đó là bên ngoài internet vẫn truy cập được web server ha. Cái này là đơn giản ha mọi người. Còn mình đây mình không đặt vấn đề bảo mật như gì đây hết ha. Sử dụng được. Đó là chúng ta chỉ cần cài một cái máy, có một máy PC ha, chạy Windows 10. Rồi chúng ta cài SAMPP vào và chúng ta download Wordpress hay Joomla gì đó. Chúng ta làm thành một web server ha. Rồi chúng ta vào modem, chúng ta nát cái IP về cái IP của máy này ha, máy SAMPP nè, web server chúng ta đó. Là mọi người trên internet có thể truy cập được ha. Rồi đó là cơ bản thôi ha.
Ngoài ra mọi người cần phải có IP tỉnh ha, hoặc là nếu không có IP tỉnh thì chúng ta sẽ dùng những dịch vụ như là NoIP ha. Rồi nếu mà đó là chúng ta chạy với tên miền dạng noip.com đó. Còn thích nữa thì đi ra đăng ký một cái tên miền ha. Rồi mọi người internet từ bên ngoài internet truy cập vào bên trong cái máy của chúng ta luôn ha. Web server gọi là home home server. Đó là cách đơn giản. Rồi hôm nào mình sẽ làm một cái bài cái phần này. Cài web server tại nhà ha, public ra internet luôn. Rồi. Sau khi cài xong anh hỏi mình có muốn start nó không á? Bấm finish, start lên luôn. Rồi chúng ta start lên ha. Apache. Mình sử dụng cái nào thì mình start cái đó ha, như Apache nè, web server nè, đang chạy ở hai cái bọt ha, bọt 80 và bọt 443. Thì một chút thì mình sẽ nát cái bọt 80 về cái máy này ha mọi người. Rồi MySQL ha, mình start luôn ha, database. Rồi trong cái phạm vi của cái bài lab này á, thì mình chỉ cần biết cài đặt web server thôi ha. Rồi trong những phần sau mình sẽ dẫn mọi người một số cái service của nó ha. Giờ mình stop, thu nhỏ nó xuống ha. Rồi bây giờ để kiểm tra web server của mình ha, mình đóng bớt máy này đi. Thì mình chạy với cái địa chỉ là localhost ha mọi người. Đây là mình chạy mình địa chỉ localhost nè. Đó, vậy là mình đã có được một cái web server ha. Thì cái giao diện này là cái giao diện của thằng Sam BB ha. Thì mai mốt mình sẽ download cái phần WordPress hay là Joomla gì đó. Rồi giờ mình về mình sẽ cấu hình, mình cho nó chạy ha. Ở đây mình sử dụng cái web giao diện của Sam BB ha. Đây có hai cách chạy ha. Một là mình chạy bằng tên nè, đó, localhost, nghĩa là tên của cái máy mình luôn ha. Còn hai là mình chạy bằng IP. Thì IP của máy mình là bao nhiêu? 172.16.254.2 ha. Mình thử nè. 172.16.254.2. Chạy không? Chạy. Đó, mình chạy bằng tên ha. Thứ hai chạy bằng IP. Và cái thứ ba thì mình chạy bằng cái 127.0.0.1 cũng được luôn ha. Đây. 127.0.0.1 là nó tương đương với lại localhost ha mọi người. Rồi chạy bằng tên nè, chạy bằng IP ha. Rồi vậy là mình hướng dẫn mọi người cài xong một cái web server ha, rất đơn giản ha. Đây mình có được một cái web server ha, mình có nhiều chức năng lắm nha. Đó, đó web server của mình ha. Đây là phần quản trị database ha mọi người. Này giờ nó hỗ trợ tiếng Việt luôn nè, quá chuẩn. Đó, mình có một cái web server ha, có nhiều chức năng. Rồi, ok ha. Như là mình đã có một cái server nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nó xuống ha. Coi như là cài xong cái web server rồi đó. Rồi
Bước tiếp theo ha, mình sẽ cấu hình NAT inbound. Mình có web server rồi, mình để bên trong mạng LAN chúng ta ha. Mấy người bên ngoài thì đâu có truy cập được đâu. Rồi bây giờ bước tiếp theo ha. Mình sẽ cài NAT inbound. Năm ha. Đi cấu hình NAT inbound. Để cho phép những user từ bên ngoài ha truy cập vào bên trong máy web chúng ta ha. Rồi để chỉ cài NAT inbound thì chúng ta sẽ cấu hình trên cái SV2 ha mọi người. Rồi mở cái SV2 lên. Rồi chúng ta qua cái NAT ha mọi người. Rồi, phải chuột lên cái cạc 192.168.254 ha, các quan chúng ta đó. Property ha. Rồi, tiếp theo qua cái mục Service and Box ha mọi người. Đây chúng ta tìm cái web server ha. Đây. HTTP này bọt 80 ha mọi người. Rồi. Thì đấy NAT inbound ha, thì chúng ta bắt buộc phải nhập cái địa chỉ IP của cái server chúng ta ha. Đây user từ bên ngoài truy cập vào đây ha. Thì sẽ chỉ về cái máy PC2 172.16.254.2. 172.16.254.2. Chính xác không mọi người? Đó. Private address ha, nghĩa là địa chỉ của cái máy web server chúng ta nằm bên trong ha. 172.16.254.2. Rồi ok ha. Rồi ok. Rồi giờ con NAT xong rồi đó ha. Chúng ta đóng luôn ha. Rồi, việc cuối cùng là chúng ta kiểm tra ha từ cái máy bên ngoài nè. Đó, truy cập vào bên trong ha. Thì để truy cập vào bên trong á, chúng ta không thể nào mà truy cập bằng địa chỉ IP trực tiếp là 172.16.254.2 được ha. Thì chúng ta phải bắt buộc phải truy cập cái interface bên ngoài của cái NAT ha. Đó là 192.168.254.212 ha mọi người. Thì từ bên đây chúng ta truy cập vào cái interface bên lớp mạng 192 ha. Thì từ đây nó sẽ NAT cho bên trong cho chúng ta. Rồi. Mở SV1 lên ha, test. Rồi. Rồi. Chính xác ha. 192.168.254.212. 192.168.254.212 ha. Enter. Rồi. Vậy là từ bên ngoài ha, chúng ta đã truy cập được cái web server bên trong rồi đó. Đây là nội dung trang web chúng ta nè. Đây là nội dung của trang web chúng ta ha. Rồi. Vậy là mình đã làm hướng dẫn mọi người xong cái bài lab hôm nay ha. Rồi, thứ nhất là cấu hình NAT outbound là cho các user từ bên trong ha, truy cập internet. Rồi vấn đề chính thứ hai nó là NAT inbound ha, là cho user bên ngoài ha truy cập được dịch vụ của bên trong mạng nội bộ chúng ta ha. Rồi bài lab đây kết thúc ha mọi người, hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo ha, bài 15 rồi ha, bài 16. Bài 16 là mình sẽ làm về cái bài
Dynamic Host Configuration Protocol ha, là DHCP. Rồi, mấy hôm nay chúng ta cấu hình IP bằng tay không ha, chúng ta nhập bằng tay ha. Thì cái bài số 16 chúng ta sẽ cấp IP tự động. Rồi, xin kết thúc bài ha mọi người. Mọi người thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh ha, cũng như bấm cái chuông á để mình ra cái bài 16 là mọi người xem được ha. Rồi, xin chào mọi người nha.